Em ơi. Ôi, xin chào bà cô chú. Chào mọi người. Mẹ mới làm gì? Đưa mẹ mẹ. Chị xin chào mà. Chị xin chào. Tại tại mama xin sai xin chào mama vui chơi. Tại sao tại sao được bỏ cái? Chị tại sao chơi cái gì vậy? Chị thấy mẹ mẹ mãi tao xem sai. 这些菜我们都不吃，这不是我们吃的这些菜，还是你们这里人吃的，不是我们那边人吃的。 bảo chụp của lên phải sao bây giờ đòi đi siêu thị ông bà cô chú coi lại ma chiên heo của tay mama chi khai ra chưa biết từ sau suy sụp giang học không hả nó chỉ chơi đi sao mà đôi chứ nó ra na cơ sư mua đủ đủ à mẹ la hỏi đó là à, cái đó sao mà nó giống đậu bắp quá mua qua tay quỷ lại chưa sẵn thai học chưa mua qua xin mua qua là mua qua sư hello đây là ông bà cô chú hôm nay thì Lan sẽ dẫn má chồng Lan đi siêu thị Go ở Bình Dương nha ông bà cô chú ơi do là về đây thì đi tới cái chỗ mua rau này kia ra ngoài chợ thì mẹ nói là không có loại rau nào mẹ ăn được hết. Bây giờ Lan sẽ dẫn mẹ đi siêu thị nha. Để cho mẹ biết là siêu thị ở bên Việt Nam mình như thế nào nha má chồng má. Bây giờ Lan đón xe đò đi ông bà cô chú ạ. Mà mình chuẩn bị ta chiều ra đi tôi cho được chưa? Tôi 觉得还挺好的啊，妹子 vui không? Dạ vui. Dạ vui. Chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Ở xin vui không? Ở xin vui không? Chào. Vui. Vui. Mà cái đầu chút xíu đi thôi thế. Ma. Ma. Chơi cái sao mà run run sao à? À? Chỉ dùng điện điện à? À, chúng ta như thế nào chơi ăn khó không khó gì à? À? Mới ăn hậu à? Hả? Cái bên chồng. Má bên lên. Này có chào không bà cô chú? Khăn mà má. Dùng rửa lại. 这个还要进去地下停车场。这个小车到不到？还没到你们这里。啊？没看到。没看到了，刚才。啊，没看到。等着，等着，刚才人还老好，人家没看到。就是。怎么了嘛？二十七块钱，四个。 哈？ 那是人差不多。我放心，你听。那聊七十块。七十块钱，真。这个 về 啊， Bảo Sinh đi với Lan là mua rất là nhiều nha. Bữa nay thì Bảo Sinh không dám mua gì hết, chỉ mua mấy cái đùi gà với lại là một bịch giấy đó ông bà cô chú ạ. Bây giờ thì đi qua bên này để kiếm mua cho bà nội Tứ Huệ á cái gói nha. Ở bên Trung Quốc á thì bà nội Tứ Huệ nằm gói hạt mây nên qua đây tìm thì không có. Lan mua với hôm hai cái đó, bà nội Tứ Huệ không có chịu nằm. Bây giờ vô đây kiếm nhưng mà trong siêu thị không có. Má, chỉ mãi chai à? Chai mới mãi. Mở ra. Hả? Chỉ mở ra. Chỉ mãi à? Thôi, quay là quay, chỉ là mình lại được đi chín chai. Chỉ 2块钱一斤, nhưng mà chỉ 60多块钱一斤. Nà lì? Quay đây. Khai ra. Sao mà chín chai 60块钱一斤? Cái này. Cái này, chỉ là chín 63. Mình lại được 2块多.
这个是越南真吧？妈是两块多，妈是两块多吧？我们这里中国出来的，单子还没摸。hả ông ạ chắc ăn chắc luôn không ăn gì hết trơn mẹ ăn gì con ăn đấy chưa hả sư chỉ quá tuổi đi sư chỉ mẹ sư chỉ rồi ơi sư cơ mày dâu về cái ba khoai sẻ bò ba khoai sẻ bò lý do làm mua chén mua đũa này kia về nè là do bà nội tứ quê á không có chịu ăn chén nhà quê dân dã có sao á thì ăn vậy do tục lệ Trung Quốc á người ta đến nhà ăn chén giấy đũa giấy nên là mình phải đi mua về sáng rồi con hai mấy cầu quá nè hai mấy à hết cho em tổng hết rồi đúng không mấy là chưa ra y sen di bại đến sư lúc này mẹ đang suy nghĩ là mình á chưa có mua được cái gì sao mà lại tốn hết gần 300 thể nên là cũng cảm thấy đang sốt ruột đông bà cô chú sang bãi phải cô vui vui cái này là đậu đũa cô của hôm nọ bà cô chú. Bây giờ mẹ qua đây á, xong rồi mẹ không có ăn được đồ ăn Việt Nam nên là Lan với Bảo Sinh á phải ngâm đậu nè để mình chuẩn bị làm món khác cho mẹ. Mình ngâm ra cái này nó mềm ha. Giờ mình sẽ ấy cái này sạch sẽ. Rồi mình sẽ sắc ra. Rồi. Bây giờ mình sắc cái này ra. Cái này rau này là ông bà cô chú anh chị thấy làm rô làm khô như vậy nè thì mọi người nhiều người cũng không biết ăn nhưng mà thật sự ra thì làm khô này rất là ngon nha ông bà cô chú. Mình cắt nó ra như thế này nhìn nó khác lạ thiệt nhưng mà thật sự là cái món này cũng là một cái món rất là ngon và ở bên Trung Quốc chỗ Hà Bắc chỗ Lan thì người ta cũng rất là phổ biến nha. Có chỗ thì người ta sẽ làm nhân bánh bao còn chỗ của Lan thì sẽ kho nhân bột của chú kho với lại là mình sẽ riêng với lại là thịt heo thịt ba gỏi bao nhiêu đây thôi là đủ ăn rồi nhân bột của chú ạ.
con. Giờ thì la sắt ra để bổ sung dinh dưỡng cái này trước cho mẹ. Ăn canh chua mà anh trai đang nấu để đãi nhưng mà mẹ ăn có được. Canh rau đai nấu với cua đồng ở bờ của chú ạ. Lâu lắm rồi đó không có ăn rau đai nha. Bây giờ thì mình sẽ làm thịt cua. Ê, cua này nhiều không? Em mua cái này tới 40,000 luôn á. Nhiều đây đủ rồi ha, còn ít mình để dành đi ha. Hãy ăn hết luôn. Hả? Cái đâu? Này cua nè, nhung ký. Dạ, nhưng cái này là 40,000 nè, 44,000 nè. Quay dưới này nè. Cái này 44,000. Cái này mình có ơi quên đó, cái này nó mặn sẵn rồi, không có bỏ muối nữa nha. Quay quay ra, quay hẳn vô đây chút xíu nè, mình quay ra nè ha. Lâu quá rồi em không có nấu canh cua ăn nha. Đâu, chị quay xa ra tí nè. Này hay làm hơi nhiều cua mà ra cũng thèm á, nên là làm nhiều ăn cho nó đã. Ý ý nó ra ngoài rồi. Cái này cua nhiều ghê luôn á chị ạ. Hai cái tô nước, nước cua bây giờ mình sẽ đi nấu ra mà cô chú. Rồi, đặt đây nha. Rồi à, làm sẽ cho cả nhà xem cái nồi cô sinh này làm tới đâu rồi nè. Đúng rồi. Làm sẽ chở một cái nha. Cái này là đậu đũa khô, mần ghim rất là ngon ha, nhìn ngon. Bỏ vô miếng nước màu nữa chứ nó sẽ bị trắng rồi đó. Nè em mới mua chai dầu ăn nha. Tại vì em biết là gia đình em về đây là sẽ ăn dầu dữ lắm. Rồi cho cái màu nó đẹp. Đây nắp lại. Rồi đổ cua vô rồi cô chú. Chứ không thì nó sẽ rất là mặn luôn mọi chú. Rồi bây giờ đang sẽ cái hoa tỏi. Rồi bước vô đây chỗ tài. Đó, bây giờ quất hết mình đóng. Nóng mất lên là cái này biết cỡ nào rồi đó. Bây giờ sắp lên. Nhiều quá. Bây giờ là phải sắp lên. Rồi, không có niêm nha. Đó, cỡ đi. Bây giờ ngồi. Chị chưa ăn rau đay bao giờ hả? Chú ăn rồi. Mà tại vì nghe là lạ, lâu rồi đâu ăn nó đâu. Rau đay mà nấu canh cua ăn rất là ngon nha. Đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ bỏ xuống ăn rồi đi. Rau đay nấu canh cua ăn ngon lắm. Rồi lần trước ra về cái là Lan không có nấu. Lan bận á, đợi cô chú. Lần này á
có mẹ chồng nè, thì mình có bé Huệ nữa, nên là phải cố gắng dành thời gian để chăm sóc con. Thì cái này Lan có trợ lý không bà cô chú ạ? Lan nghi một miếng thử coi nó là sao, trời ơi, toàn là cua không ông bà cô chú ạ. Qua đây quay em nè. Hơi bị ngon. Rồi, cái này nghỉ bỏ vô luôn đi. Ngon ha. Ngon. Mai, thưa phan mà. Bây giờ làm cái này là nấu canh cua nè bà cô chú. Đây là món đậu lụa khô mà bà nội tôi quầy đem về là cũng chả lụa. Còn món này là món canh bổ sinh nóng cho mẹ nè. Chúc cho mình nữa. Đi bữa trưa chưa cơm mà. Mà bà cô chú. Đây, không ai chịu ăn nè, ba không chịu ăn, bà nội không chịu ăn nè, nội đây nó đây đó, khẩu vị Việt Nam đây. Ngon không con? Ngon không? Chú hỏi thiệt. Ừ, thì hỏi ngon. Học hồi chưa? Học hồi chưa? Sao? Ngon chưa? À em cảm ơn nha. Rồi. Tôi phát hiện bên trong cái địa phương này cái 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 vị đạo đạt chỉ. Không phải, cái đó là pháo xí, bạn thử xem, thử xem bạn sẽ biết được. Vô hành đi. Ăn cơm. Mà sử dụng rồi. Hả? Mà sử dụng rồi. Thì chơi gì mà? Má. Má chơi để má bị sẵn mà. Chơi điện cho cái chai bài. Hảo hảo chứ đó. Mày không quay quay chứ mắng hả? Đi ha. Đều hay là ta khổ được chứ rồi. Người Trung Quốc qua đây ngồi kiểu này. Đây à, má chua chơi lì đó má. Má chua chơi lì, chơi xong mới lại. Má có hậu chua mè. Đây à, Lan mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với gia đình Lan nha. Bà xin. Mà ông bà cô chú ăn cơm. Má chơi được chưa không ạ? Má hậu chơi. Chúng tôi sang Trung Quốc là bên này. Xin chào. Đây. Ba, ăn đậu đũa khô của mẹ chồng con. Ăn thử đi. Dạ. Hợp khẩu vị lắm luôn á. Chị ăn thử chị. Ăn thử đi. Ngon lắm. Thiệt mà. Phải ăn thử coi sao. Ăn thử coi sao. Sao thấy bà giận giận vậy? Ăn được không? Được. Được mẹ, ngon mà nó thơm đúng không? Nó thơm. Đỡ mẹ ơi, chừng nước nè. Mẹ không có xe. Hạnh chở rồi mà ba. Đâu có xe. Không có xe chả hả? Không. Con lấy xe lại này. Bây giờ tao tới chuyện. Ủa? Má thắng rồi chứ. Đã chứ đã bảo là xung quan chứ đâu. Hào chứ bà. Để chứ đi mà. Hào chứ. Hào chứ. Hào chứ. Hào chứ. Hào chứ. Hào chứ. 是不是? 好像 嗯 嗯 来, 你吃这个, 这个菜你吃的蛮好吃 嗯 来, 这个菜好吃吗? 这个菜 好吃吗? 好吃不? 嗯 来, 那多吃点, 多拿着吃 是不是? 这是丝瓜菜 嗯, 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 嗯,
你和我一起比赛吧。妈，今天去了我们的少训吗？感觉怎么样？啊，少训大不大？啊，东西怎么样？对呀。哈哈哈哈哈！跟中国差不多。跟中国差不多吧？啊，还是比中国贵一些。比泰国贵一些。